Em khẩu đội 14/5 năm này tôi sẽ có một ca khúc cũng vừa mới sáng tác thôi, nhưng mà ca khúc này thì nói chung là đã được là anh Ngọc Tân bên ca sĩ ở bên đoàn có hát rồi, nhưng mà tôi sẽ hát lại. Tôi là người sáng tác, tôi cũng là nhạc sĩ, chứ không phải là tôi chắc gờ mơ đâu. Tôi cũng sáng tác, tôi hát được, tôi chơi đàn tốt. Thì tôi sẽ hát để bạn tôi ghi lại. Ngàn núi ngàn hoa tôi về thăm đồng đội, nhưng anh hùng khẩu đội pháo A3 trên đồi cao ý nghĩ đại tưởng niệm hàng thống reo ru các anh yên lành. Chúng tôi đến buổi chiều mà lời gì vậy, lời về nó bịt mắt á, bịt đấy thương thức đó. Những chàng liệt sĩ nằm đây vinh quang các anh, những người lính trẻ xa mái trường, xa tình mẹ tình cha, xa người yêu lên đường đi đánh Mỹ. Mỗi người mỗi quê ta thành đồng đội, khẩu đội phú kha tăng anh dũng kiên cường, luôn giữ con đường mạch màu con tim, giữ những chiếc cầu nối tuyến lửa yêu thương. Đồng đội ơi, các anh là mãi mãi tổ quốc danh mãi mãi muôn đời. Là cái bài đó là mình